Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ nhận đại đức đại đức đã từ bi hoan hỷ chuyên phong ôn bài pháp của kinh số 93. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, cô tu nữ Tệ Duyên, Sích Tần Đạo, Sích Thanh Thị, Sích Thi Na đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Câu pháp của kinh số 94. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức kệ nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp đen toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích thằng còn lâu. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 94. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Hôm nay con thấy điền tiền của sư cũng không được ổn, mong rằng khi chư giảng pháp thì đường truyền ổn để cho đạo tràng nghe không có bị gián đoạn. Dạ con kính nhân mít đến sư. Dạ alo, quý vị nghe rõ chưa? Dạ thưa quý vị nghe rõ chưa? Alo. Dạ thưa quý vị nghe rõ chưa? Dạ vào giờ này chúng con xin nghiêm tình thân cầu ý để đảnh lễ ân đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang akhiwadimi sakhato phagawata thammo thammang namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namasami. Con nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, bậc A La Hán chánh kiến chi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Pháp. Pháp bảo là những phương linh diệu dược khi chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ với ai có những duyên lành thực hành, nghe lời dạy của Ngài mới chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các Ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong đời sống của mình. Phước lành do lành lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng đến chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, nông vương, càng thất và xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, ở gần ở xa khắp mọi nơi, xin chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa, xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm thành tựu trí tuệ, chi kiến, chánh trực thấy được lý tứ thánh đế, thánh đạo.
chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Tha giá. Một tuần nữa lại trôi qua rất mau. Và bây giờ thì chúng ta còn có được các căn để thu thúc, nhưng mà ngày mai không biết có còn được các cái căn này để mà thu thúc hay không. Vì dịch bệnh thì đem đến rất nhiều những cái sự tai ương và chết chóc. Nhưng mà cái con Covid đến thì dầu là cả cái thế giới này chết hết thì cái vô minh nó cũng không có chết được. Nếu mà những ai không có thực hành tứ niệm xứ, tứ thánh đế thì cái con virus ở vô minh ở trong tâm đó, nó cũng không bao giờ chết. Do vậy cái chết không đáng sợ, sợ nhất là vô minh. Bởi vì chính vô minh là nguyên nhân làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi khổ đau. Chính vô minh là kẻ thù, mà vô minh thì luôn luôn có cái cơ hội tiềm ẩn ở nơi chúng sanh. Chúng che mờ đi các cái các thực tướng của các pháp, và chúng che mờ đi cái nguồn sanh của trí tuệ và các thiện pháp để dẫn tới sanh tử, dẫn tới niết bàn, chấm dứt sanh tử. Do vậy chúng ta là người được gặp giáo pháp của Đức Phật, được thực hành nghe lời dạy của Ngài, đó là một điều vi diệu nhất ở trên đời. Và chúng ta biết là phiền não thì nó không thể sanh ở bên ngoài được, mà phiền não luôn luôn nó phải đi xuyên qua các cái căn môn này, do chúng ta nhập vô và chúng ta không hề hay biết được nó. Do vậy phiền não nó rất là tinh xảo, chỉ cần ba sát la của cái thấy rồi cái tiếp thu quan sát là cái vô minh đã ở đó rồi, tham ái đã ở đó rồi, dục lậu đã ở đó rồi, hữu lậu đã có ở đó rồi, vô minh lậu đã có ở đó rồi, tà kiến đã có ở đó rồi. Và chúng ta phải hết sức thận trọng với những cái gì mà chúng ta học và nghe. Và chúng ta cứ nghĩ rằng phiền não ở trong kinh, nhưng mà không phải. Phiền não ở khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Chỉ cần chúng ta nhận ra được cái diệu pháp ở đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi được vô minh. Và luân hồi thì chúng ta nhớ rằng không có ai luân hồi cả. Không có kiếp sau, không có kiếp sau, không có ai cả. Vì kiếp này cũng không có ai. Kiếp nào thì cũng chỉ có thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc chạm. Kiếp nào thì cũng chỉ có đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh. Những cái tâm này nó kinh nghiệm. Kiếp nào thì cũng chỉ có tham, sân, si, ngã mạn, tật đố, ganh tị. Kiếp nào thì nó cũng chỉ là những cái tâm thiện, tâm bất thiện, sinh hoạt, tâm quả. Chứ không có một cái chúng sanh nào ở bất cứ nơi đâu. Như vậy thì chúng ta cứ sanh ra và diệt đi. Như vậy để làm cái gì? Khi mà cái thấy chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, rồi cái được thấy cũng chỉ là một cái bóng hình, một cái bóng ảnh của một cái tứ đại, rồi chúng ta cho nó là quan trọng, chúng ta cho đây là người thương, đây là người đáng ghét, đây là kẻ thù, nhưng mà thực tế nó chỉ là cái bóng ảnh của một cái tứ đại. Liệu rằng khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta có tham ái, chúng ta có nắm lấy một âm thanh để chúng ta thỏa thích ái dục ở trên đó hay không? Chúng ta có nắm một cái cứng, một cái mềm đơn điệu ở trong những cái bộ xương mà chúng ta tưởng đây là vợ là chồng để tham ái dứt mắt hay không? Điều đó chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị về chánh pháp Đức Phật để cho chúng ta tự tuệ chi lấy. Hình như chúng ta học nhưng mà suốt cả ngày chúng ta có nhớ về pháp đâu, phải không ạ? Không có nhớ về pháp. Nên không có nhớ về khoảnh khắc này thì làm sao mà chúng ta lại gọi là chúng ta học chánh pháp được? Không có. Chúng ta đang đi xa chánh pháp, là chúng ta phải biết hiện là gì. Không phải là ngôn từ, không phải là từ. Bây giờ thấy đang có nghe, ngửi, nếm, suốt cả ngày. Ngày mai cũng thưa các bạn ạ. Khác hơn. Ngày mai chúng ta với đất, với mùi vị âm
ai chúng ta cũng buồn vui rồi. Ngày mai chúng nơi chúng ta chỉ từ cái chỗ chúng ta thấy rồi chạy qua chạy lại. Đó là luân hồi khổ đau. Giờ chúng ta hãy học cái bài học ngày hôm nay hả? Con xin đọc một lần. Yasin Rija ni samat thangata ni asa yatha sarathi na sudanta bahi nama nasa anna sawasa dewa pi tasa pihayanti ta dinu. Vị nào có các giác quan đã đi đến sự tĩnh lặng giống như những con ngựa đã khéo được huấn luyện bởi người đánh xe, có ngã mạn đã được buông bỏ, không còn lậu hoặc, ngay cả chư thiên cũng mến vì có đức hạnh như vậy. Cái từ Indriya thì chúng ta biết rồi. Indriya nó là một cái danh từ trung tánh. Ở câu kệ này chia theo chủ cách số nhiều là các giác quan hay là các căn quyền cũng được nữa. Các giác quan hay là các căn quyền. Samatha là một cái danh từ đam tánh. Câu kệ này chia theo đối cách là sự tĩnh lặng, sự vắng lặng. Như vậy ở đây thì chúng ta biết nè, sự tĩnh lặng là gì? À, là cái tâm của chúng ta nó có trí tuệ rất là trong sáng, nó có chánh niệm, chánh định ở đó, mà những cái lậu hoặc phiền não từ bên ngoài, những cái cảnh trần nó không thể tuồn vào được. Và ở bên trong thì tâm của các ngài đã thanh tịnh sáng suốt. Tức là cái ý căn này nó, ý môn này nó hoàn toàn trong sạch, nó tẩy trừ hết tất cả các lậu hoặc não rồi. À, khi mà nó hướng ra để mở các căn môn thì lúc đó nó đã rất là khéo tác ý, nó chỉ thấy đây là cái thấy, đây là đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác này đẹp thì do quả của thiện pháp chỗ quả, mà đối tượng xấu thì chánh niệm tỉnh giác nó biết đây là cái quả của cái ác nghiệp hay của cái bất nghiệp đời quá khứ mà thôi. À, và nó sanh rồi nó diệt, nó không có đến đâu, không đi về đâu nữa cả. À, vì đó chánh niệm như vậy, vì đó không có tư tác, không có khởi lên cái ý nè, mong nó đẹp, mong nó xấu. À, do vậy là cái người đó, bậc đó được gọi là bậc gì? Bậc tịnh hạnh, bậc A-la-hán. Như vậy thì chúng ta biết nè, thế gian là gì? À, thế gian là chúng ta đắm nhiễm vào các căn trần khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Mà xuất thế gian là siêu thế là gì? Siêu thế là tâm của chúng ta nó bất động, chúng ta không có ham thích trong những cái việc làm tốt của thế gian hay là cái cảnh đẹp xấu của thế gian này mà thôi. Và chúng ta cứ nghĩ là một cái tâm siêu thế là một cái tâm gì đó nó rất là ghê gớm. À, và chúng ta đi tìm nó. À, thế. Nhưng mà chúng ta quên mất là ngài biểu chúng ta thu thúc các căn. Chúng ta cứ chánh niệm đi rồi chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ thấy được. Và quý vị thấy không? Chúng ta đã đi sai con đường rất rất nhiều, xa diệu vời. Và rất rất nhiều người dẫn dắt cái giáo pháp của Đức Phật nó đi xa đến muôn ngàn dặm. Nhưng mà chúng sanh thì toàn là tung hô. À, và hỏi ra họ hỏi là pháp ở đâu, họ hoàn toàn họ không biết cái gì hết, họ chỉ nói Bali nói như thế này như thế này như thế này. Liệu rằng chúng ta không biết về khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này thì chúng ta có thấy được pháp không, chúng ta có giác ngộ được không? Không bao giờ có chuyện đó. Chuyện đó không thể xảy ra được. Vậy thì các bạn thông cảm rằng là chúng tôi chỉ nói cho quý vị biết thật chính xác về những cái gì đang xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi từng chút một.
và thời pháp nào cũng chỉ có như đó thôi. Các bạn có tin rằng khéo nghe thì giác ngộ? Chúng ta không biết gì về một chút về cái khoảnh khắc này thì chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta có thực sự hiểu được pháp không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những kẻ bỏ qua thực tại làm sao mà thấy Phật pháp được? Nếu có chuyện đó xảy ra. Khi nào mà chúng ta hiểu được thế giới này là rỗng không? Không có một từ ngã, không có con người, không có đàn ông, đàn bà gì cả. Chỉ có những cái thấy nó xuất hiện, nó kinh nghiệm một cái đối tượng của nó và nó biến mất. Như vậy cái mà kinh nghiệm nó biến mất rồi thì cái không kinh nghiệm làm sao là đàn bà, đàn ông được? Làm sao là vợ, là chồng được? Làm sao là tôi, là của tôi được? Cái mà nó kinh nghiệm âm thanh rồi nó biến mất, nó lại là một thực tại khác, nó là một thế giới khác, nó là một cái căn môn khác, nó hiện khởi và nó biến mất. Như vậy, và cái thế giới đó, cái thế giới của cái thấy có bao giờ gặp cái thế giới của cái nghe chưa? Chưa bao giờ có. Không có một lần nào trong vòng sanh tử luân hồi mà cái thấy này biết được cái nghe hay là biết được cái âm thanh. Ngay kể cả cái thấy của khoảnh khắc trước cũng không bao giờ biết được cái thấy của khoảnh khắc sau. Bởi vì chúng thấy cái đối tượng thị giác đó chỉ là một sát na trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng đã vô thường hoàn toàn, không bao giờ sanh trở lại nữa. Vậy thì các bạn mơ ước cho đời sau mình là cái gì? Các bạn chẳng biết đời sau là gì. Đời sau là gì? Đời sau lại là một duyên cho một cái thấy sanh khởi, lại tiếp tục một cái thấy sanh khởi và tiếp tục một cái thấy sanh khởi và một đối tượng thị giác sanh khởi. Không có gì khác hơn nữa cả. Và đó chính là quả của nghiệp. Quả của nghiệp cũng là tâm kinh nghiệm một đối tượng như những gì các bạn đang kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày. Có phải là chúng ta đang là pháp hữu vi không? Có phải Đức Phật nói năm uẩn là vô thường không? Có phải Đức Phật nói về vô ngã không? Đức Phật dạy các pháp là vô ngã, tại sao chúng ta lại cột nhau lại bằng cái ý niệm về ngã? Chúng ta thật sự không có hiểu pháp. Chúng ta rất sợ mất ý niệm về ngã, phải không? Chính vì chúng ta sợ mất ý niệm về ngã nên là chúng ta làm cái gì cũng tôi làm, tôi có trong đời sau. Chúng ta đã bỏ quên cái gánh nặng. Chúng ta bỏ quên cái con đường bất tử mà Đức Phật dạy. Tiếp theo nữa là cái từ Gatani. Gatani là một cái căn của nó là căn gâm, gọi là Gatati đó. Là một cái động từ gọi là gách chấp tí chứ. À, gách chấp tí, gách chấp tí vậy. À. Mà nó chia theo quá khứ phân từ nên nó được là gách ta tí. Và nó thuộc về trung tâm. Câu kệ này chia theo chủ cách số nhiều. Là đã đi đến. Đã đi đến. Đã đi đến ở đây tức là gì? Cái vị đó đã chánh niệm, đã diệt trừ được tất cả những cái lậu hoặc ngã mạn, không còn dư tàn. Tâm của vị đó bất động với cái được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm. Tâm của vị đó không dao động nữa. Chúng ta có dao động với âm thanh không? Coi thử xem chúng ta có dao động với âm thanh không? À, chúng ta có dao động khi chúng ta nhìn thấy người này người kia không? À... Chúng ta khi mà chúng ta thích, chúng ta trao đổi, chúng ta có tâm của chúng ta nó có bất động hay là chúng ta thích thú? Vô minh nó đang ở đó đó chứ nó không ở đâu đâu, thưa quý vị. Quý vị tưởng vô minh nó ở
ở sau cái thấy nghe ngửi nếm đụng nó suốt cả ngày. Nó lớn còn hơn hư không nữa. Có phải sau cái thấy cái nghe chúng ta chấp thủ không? Rồi tiếp theo nữa cái từ Assa. Assa, Assa là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo chủ cách số nhiều là những con ngựa. Những con ngựa, những con ngựa khéo thuần thục. Giá tha thì nó là một cái trạng từ quan hệ là cũng như. Và cái từ Sarathina là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo sở thuộc cách, à sở dụng cách chứ, là bởi người đánh xe. Bởi người đánh xe ở đây là gì? Người đánh xe ở đây là gì? Là hành quẩn, là gì? Là chánh niệm tỉnh giác, là chánh kiến. Tiếp đầu ngữ sát, sát ha là với hay cùng. Cái từ rát thá là một cái danh từ nam tánh là xe kéo. Xe kéo. Tiếp theo nữa là cái từ xú đanh tá. Xú đanh tá thì cái căn của nó là căn đâm cộng với tá, gọi là xú đá tí đó. Tiếp đầu ngữ của nó xú là tốt đẹp hay là khéo, thì ở đây nó chia theo quá khứ phân từ nên là nó được cái từ là xú đanh tá. Chia theo chủ nam tánh, chia theo chủ cách số nhiều nè, đã khéo được huấn luyện. Đã khéo được huấn luyện là gì? Một cái nội tâm đã khéo được huấn luyện, đã khéo được thu thúc, đã được bất động, đã được khéo thu thúc, đã được khéo rèn luyện. Rồi còn tiếp theo cái từ xú là khéo léo tốt. Từ Pahi Namanasat đó là một cái hợp từ Pahi Nát cộng với Mana, là một cái nhóm từ nam tánh chia theo sở thuộc cách, là của người có ngã mạn đã được buông bỏ. Như vậy chúng ta biết là những cái ngã mạn thô thì vì tu đầu quần cũng đã diệt một phần, thô nữa thô nhẹ hơn thì tư đà hàm, tư đà hàm Anaham cũng diệt một phần. Còn những cái ngã mạn nó rất là vi tế thì cái tuệ siêu thế thứ tư Anaham thì diệt tận sạch sẽ tất cả những cái bóng dáng của vô minh, của cái mạn này. Cái mạn này nó cũng là một cái hình thức nói về cái tôi hay cái bản thân, nhưng mà nó không thuộc ở cái dạng tà kiến, mà nhưng mà nó cũng nghiêng về, nó cũng nghiêng về cái tôi, cái hình cái thân thể này, cái bóng dáng này. Nó một cái nhóm từ năm tấn như sở cách, là của người có ngã mạn đã được buông bỏ. Pahina thì nó là cái căn của nó là căn ha. Tiếp đầu ngữ của nó là pa, là pahati đó, cái động từ nguyên mẫu đó. Nhưng mà ở đây chia theo quá khứ phân từ là pahina, là đã được buông bỏ, đã được đoạn trừ. Như vậy bậc trí có buông bỏ cái gì thưa quý vị? Nhưng mà chúng ta hiểu ra chúng ta cũng dễ buông bỏ thôi phải không? Ôi cái thế giới này nó chỉ có cái âm thanh bẩn thỉu, nó thoát ra từ cái thân tứ đại, từ 32 thể trược. Lúc nó sân thì nó thoát ra những cái âm thanh khó chịu, lúc nó hiện từ thì nó thoát ra cái âm thanh nhẹ nhàng. Rồi những cái âm thanh của đất, của nước, của lửa, của gió ở ngoài kia nó va đập. À, cái tâm này nó không có, nó thấy rõ, nó không có thấy ai trong đó, nó buông bỏ thôi chứ có gì đâu. À, có gì đâu. Chúng ta tưởng chúng ta chấp vào cái thế giới này, chúng ta chấp cái gì ư? Không có gì đâu. Chúng khi mà chúng ta hiểu ra, trời ơi, nó rỗng tuếch à. Bấy lâu nay chúng ta ghen tị tật đố với cái âm thanh, với cái cứng, với cái mềm, với cái vị đắng, vị ngọt của những cái xác chết, của những cái tử thi, của những cái trái cây, của những cái bùn sình, của những cái
Gì nữa? Ngã mạng với của những cái bóng dáng của tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, da lon, những cái ổ, bệnh tật ở trong đó, những cái sự ngã mạng, kênh kiệu, đi đầu này đầu kia trong đó chứ có cái gì? Có cái gì đâu, phải không? Sao? Chứ chúng ta ngã mạn với cái gì nữa? Thế giới này hết, thưa quý vị. Chúng ta ngã mạn chẳng qua chúng ta có được một cái chút sắt. Tức là chúng ta có được cái thùng sơn mới này, có được cái, chúng ta có được cái xe bằng những cái sắt thép rồi nó gắn lại, chúng ta đạp cái chân rồi đạp cái ga bấm tin tin chẳng hạn. Chúng ta ngã mạn với này cái thân thể uế uế trượt này, chúng ta mặc cái đồ rồi nè, sơn lên cái hoa, cái cành cây ở đó. Rồi chúng ta chét một cái chút đất đỏ đỏ xanh xanh vào cái bờ môi, vào rồi lấy một cái lược cài vào lên cái những cái tóc hôi hôi thối dơ dáy, chứ ngã mạn với cái gì? Không có cái gì hết. Khi mà chúng ta hiểu ra được thì nó phải không đó, thì ngài diệt trừ những cái đó. Cái trí tuệ đó ha. Rồi cái từ Nam Á là một cái danh từ năm tám chỉ cho cái sự ngã mạn. Ngã mạn tức là lân mình lên, hay là đối chiếu mình với người ta, hay là sao, hay là khoe khoang những cái gì mình có được mà người khác không có được, rồi là so sánh. Rồi cái từ Atta Sawasat, nó là một cái hợp từ Asawat cộng với An. Nó là cái tính từ năm tánh, ở đây chia theo sở thuộc cách là của người không còn lậu hoặc. Những cái người nào mà nó hết lậu hoặc. Lậu hoặc là cái gì? Lậu hoặc là những cái nó dỉ chảy qua các căn môn từ bên ngoài vào. Lậu hoặc á là những kẻ gian luôn luôn là nó lòn, nó trốn, nó ẩn, nó lấp, nó xuất hiện tình cờ. Lậu thì không có gì, dục lậu. Dục lậu là gì? Là bám víu vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Hữu lậu là gì? Hữu lậu là cái sự hoạt động ngấm ngầm ở trong tâm của chúng ta, muốn hiện hữu, muốn tỏ vẻ, tỏ bày tôi hiện hữu như thế này, như thế kia. Hữu này còn là nghiệp hữu nữa, và là sanh hữu nữa. Muốn tồn tại ở chỗ này, chỗ kia, ta làm cái việc phước này, ta được tồn tại như thế này, như thế kia. Nó hoạt động ngấm ngầm ở trong tâm của chúng ta. Thì vô minh đậu là gì? Vô minh đậu là không thấy được. Cái này là khổ. Thấy là khổ, nghe là khổ, ngửi là khổ, nếm là khổ, xúc chạm là khổ, cứng mềm, nóng lạnh là khổ. Ha? Sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ, không thấy được năm uẩn này là khổ. Không thấy được cái gì? Không thấy được nguyên nhân tham ái, chấp trước, chấp thủ này là khổ, tạo ra khổ. Thì không biết cái gì, không biết diệt tận tham ái này là hết khổ. Không biết cái gì nữa? Không biết được cái con đường chánh trí, chánh chi kiến này, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định này. Như vậy là hàng ngày chúng ta học Phật Pháp, nhưng mà chúng ta có cái gì? Chúng ta học cái tà chi kiến chứ đâu phải chánh chi kiến. Nếu mà chúng ta học đúng cái chánh chi kiến của nó thì, phải không nào? Coi lại. Thì trong thân tâm của chúng ta, mặc dù chúng ta học ở trong, chúng ta tưởng chi kiến, nhưng mà chúng ta áp vào trong cái đời sống của chúng ta, không khéo là tà chi kiến. Vậy. Thì trong cái tâm của chúng ta nó có hai phần, một phần tà, phần chánh. Thế mà phàm phu có nó rồi, không thể nào khác được. Thì là Phật đã phát hiện ra lậu hoặc là gì, là thấy được tám cái tà kiến này nè, tám cái loại tà này nó ẩn nấp trong tâm. Nên là ngài thấy năm tám cái thì ngài áp dụng cái gì? Cái sở hữu thiện đó, chánh kiến đó, với tám cái chi kiến này diệt tám cái tà kiến. Thì có phải hằng ngày ta thu thập những cái
những cái tà chi kiến không? Suy xét lại, có vẻ hàng ngày tâm của chúng ta nó phát triển những cái tà kia, thương người này ghét người kia phải không? Nó tà tư duy chứ gì nữa, suy nghĩ người này về xấu người này kia đó, rồi là hàng ngày tà tư duy được không? Không đó được. Chánh kiến trên làm chàng tư duy toàn ngữ bao giờ cả, à là xanh ra chánh ngữ bao giờ cả. Có khi nào mà chúng ta suy nghĩ tà tư duy mà lại nói những cái điều tốt, điều thiện, điều lành chân thật được? Không có chuyện đó xảy ra, phải không? Để mà nó có tà ngữ thì nó phải có tà nghiệp, tà nghiệp tà mạng, tà mạng vậy phải không? Để chúng ta thì thường gì? Tà niệm. Chúng ta nghĩ rằng phải tu như thế này mới đắc, phải tu như thế kia mới đắc. Đâu có phải được đâu quý vị. Khi nào mà chúng ta hiểu thực sự về chi kiến, về thực tại đó, chúng ta không phải tu cái gì hết đó. Bởi vì thực tại nó sanh là nó đã có ở đó rồi. Còn nó đã diệt là không có ở đó. Chứ đừng có nói là tìm cái gì hết trơn. Bởi vì bản chất của tâm là luôn luôn sanh và diệt. Những cái gì xuất hiện, nó xuất hiện chỉ bởi nhân duyên của nó. Không có ai có thể đi tìm được trí tuệ, đi tìm được cái con đường thiền định mà đắc đạo quả. Chuyện nó không có. Đừng có mơ. Vì Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Pháp nó đã sanh, pháp nào nó sanh thì nó hiện khởi ở đó rồi nó biến mất. Chứ nó có ở đâu mà các bạn tìm nó, các bạn chỉ dùm tôi. Hả? Nhưng mà chắc chắn lúc nào nó cũng đang có thực tại hết. Bởi vì nó chỉ có pháp đang hiện hữu. Không có cái thấy thì cũng có cái nghe, không có nghe nghe thì cũng có cái ngửi. Mà không biết về nó thì nó cũng diệt đi. Mà biết về nó thì nó cũng diệt đi. Nhưng mà hiểu biết về nó thì nó không có tà kiến, cũng giải thoát. Mà không biết về nó thì nó cũng diệt đi. Nhưng rồi cái duyên của vô minh nó lại tiếp tục. Lại tiếp tục khi cái pháp thực tại nó đang sanh nữa. Thì lại không có cái hiểu. Như vậy thì vô minh nó cứ trong ngày nó ở sau cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm được này, chứ nó ở đâu? Nó không có ở đâu cả. Luân hồi là vậy đó, không có ai luân hồi cả, nhớ như vậy. Không có ai tái sanh hết đó. Mà cái gì tái sanh? Cái gì tái sanh quý vị biết không? Cái ngũ uẩn mới nó tái sanh này, những cái thế hệ ngũ uẩn nó tái sanh này, nó mới là đau khổ ha? Chứ còn nếu mà có tôi tái sanh thì mình quyết định được rồi còn đâu nữa. Nhưng mà nó cứ sanh ra lớp lớp ngũ uẩn rồi, nó cứ bỏ lại như vậy đó. Học hành cái kiểu gì mà nghĩ rằng tôi có kiếp sau tôi giác ngộ kỳ vậy? Không có. Chút nữa mình lại nói là ô những cái hành uẩn này nó giác ngộ như vậy. Mình nói như vậy là chúng ta thấy câu trước câu sau này nó không phù hợp rồi. Chúng ta rất sợ mất đi cái ý niệm về ngã, đúng không? Chúng ta làm cái gì chúng ta cũng phải mong mỏi là tôi sẽ gặt hái một cái gì trong đời sau. Nhưng mà cái đó là của tâm thiện, không phải của ai cả. Cái thiện pháp nó sanh nên nó làm cái việc thiện. Đâu có phải là chúng ta sanh nên làm cái việc đó đâu. Tâm tham nó sanh nên làm việc tham, sân nó ra sanh nên nó làm việc sân, thấy nó làm việc thấy, nghe làm việc nghe. Ngửi làm việc ngửi, chứ ai ở trong đó mà chấp thủ ha? Tiếp theo là gì nữa? Cái câu gì? Mà nói rồi, có từ là Alasawasa là một cái hợp từ Anh cộng với Asawa, tính từ Lam tánh chia theo sở xuất cách, là người không còn các lậu hoặc. Lậu hoặc là gì? Là cái sự nhiễm ô, nhiễm lậu. Nhiễm dục. Cái tâm nó bị nhiễm. Thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái lếm, cái đụng nó có nhiễm dục không? Không, muôn đời nó không bao giờ có dục giết gì hết á. Nhưng mà không biết được cái thấy, cái nghe thì sao? Thì những cái cảnh trần này không thấy được vô thường của nó, không thấy được cái pháp hữu vi, mà cứ cho là người này người kia, nên là cái tưởng sanh lên những cái tham ái, chấp thủ, tà kiến, cho rằng có con người, con người này, có con người kia. Đó là lậu hoặc đó. Hình thành nên bản ngã.
Rồi tiếp theo nữa là cái từ gọi là Deva thì chúng ta biết là chư thiên ha, chư thiên. Rồi Bahi danh tiết, Bahi danh tiết là một cái động từ số nhiều chia theo thể hiện tại ngôi số 3 là yêu mến, quý mến. Còn cái từ ta đi nô, cái từ ta đi là một cái tính từ năm tánh chia theo sở thuộc cấp nè của người có điều ấy. Ở đây ngài Thích Minh Châu ngài dịch là ai nhiếp phục các căn như đấm xe điều ngữ, mặc trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Và cái tích chuyện này thì được Đức Phật thuyết ra ở cái chùa Đông Viên Tự Puparama, nói về ngài Maha Kachana. Ngài Maha Kachana thì được chư thiên rất là yêu mến cái hạnh của ngài, đặc biệt Đức Vua Trời Đế Thích rất là yêu mến cái hạnh của ngài. Thì một hôm khi mà Đức Phật đến đến cái xứ sở này, đến cái chỗ này, và trong cái ngày lễ tự tứ này thì Đức Thế Tôn mới ngự 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 ở cái tòa nhà, cái lầu của bà Visakha này với cái đại chúng thinh văn đệ tử đi theo bên ngài. Và trong cái thời gian này thì ngài trưởng não còn đang ở rất xa, chưa đi về kịp, thì trưởng não Mahakacchajana này cư ngụ ở cái xứ Awati này. Cách đó rất là xa xôi, nhưng mà trưởng lão thì cũng đến để góp mặt, để khích lệ cái sự nghe pháp cho. Và chúng ta biết là ngài Mahakacchajana thì ngài giảng dạy, khi mà Đức Phật thuyết pháp ngắn gọn thì ngài giảng dạy rộng ra thì rất là vi diệu ha, cái đặc biệt của ngài. Do đó mà các vị trưởng lão cao hạ đó ngồi cái chỗ ngồi thì chừa một cái chỗ trống để dành cho ngài trưởng lão Mahakacchajana này. Thì lúc bây giờ Đức Vua Trời Đế Thích á, cùng với chư thiên hộ giá, cùng với cái đoàn tùy tùng từ hai cái cõi trời, để mang cái lễ vật hương và tràng hoa của chư thiên đến cúng dường Đức Bổn Sư, thì khi mà đứng lên thì ngài không có thấy trưởng lão Mahakacchajana. Nên là ngài Tứ Đại Thiên Vương mới hỏi là sao các ngài trưởng lão của ta không thấy có mặt, phải chi ngài đến đây thì tốt biết mấy. Thì ngài vừa nói xong thì ngài Mahakacchajana đã đến, và Đức Vua Trời cảm thấy rất là hoan hỷ và đảnh lễ, rồi mới ôm hai cái cùm chân của ngài, cúi đầu xuống đảnh lễ ôm hai cùm chân của ngài. Thì lúc bây giờ những cái vị tỳ kheo đi ở kế bên á, sanh ra cái sự ngã mạn tật đố, mới nói rằng Đức Vua Trời Đế Thích này thiên vị, cái trời Đế Thích này thiên vị, chỉ có ôm chân ngài mới hai cách cho danh á thôi. Tỏ vẻ này kia rất là khó chịu. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới giảng dạy cái bài kệ này. Đứng bậc La Hán rồi trao các căn tịch tịnh, nào nào sạch trong, như người cởi được ngựa hồng, phiền não ngã mạn nơi lòng nặng yên. Nhân loại cho đến chư thiên thảy đều ái mộ để kiên đức lành. Thì Đức Thế Tôn mới khuyên các chư tỳ kheo là các con á, hãy phát triển bao giờ mà tẩy sạch những cái ngã mạn cấu quế như ngài Mahakacchajana này, thì các con cũng được cung kính tột bậc như vậy thôi. Và ở đây thì cái ngã mạn thì chúng ta biết rồi, ngã mạn là từ mana ha, chúng ta đã học nhiều rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy đi vào bài kệ này. Các căn thì chúng ta biết là chúng ta có 6 căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Như vậy thì chúng ta đến thế giới này bởi vô minh và tham ái.
thì chắc chắn là ý căn của chúng ta còn rất nhiều những cái nhiễm ô của những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Nhưng mà cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu này á, thì nó cũng được tiếp sức bởi bởi các căn của chúng ta trong đời sống hàng ngày, khi mà qua cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, nếm, từ đó mà cái vòng trầm luân sanh tử nó cứ tiếp nối, bởi vì nó có những cái thức ăn phiền não. Như vậy thì chúng ta thấy cái người giác ngộ và cái người không giác ngộ thì các cảnh trần nó cũng vậy. Các cảnh trần nó cũng vậy. Các cảnh thì nó không có tu tập, nó không có làm phiền ai hết. Nó không có làm cho ai buồn, nó không làm cho ai vui. Các cái đối tượng thì giác màu, mùi vị, âm thanh, tướng mềm, nóng lạnh, nó không có làm cho một ai vui, ai buồn, ai sầu, ai khổ hết. Từ vô lượng kiếp cho tới ngày sau cũng vậy. Vì sao? Vì nó là vô tri. Nó là vô tri. Nó là vô tri nên là nó không có tư tác, nó không có tạo tác. Dường như là chúng ta thấy cái người khác đánh mình chứ gì? Dường như là chúng ta nghe người khác chửi mình chứ gì? Đó là gì? Đó là suy nghĩ. Khi mà chúng ta hiểu ra, chúng ta thấy đó là suy nghĩ thôi. Suy nghĩ. Thế bây giờ làm sao mà chúng ta thu thúc được lục căn đây? Nhưng tại vì chúng ta không thu thúc lục căn nên mà mới luân hồi sanh tử, phải không? Và khi nào mà chúng ta biết được luân hồi sanh tử là gì, là giống không á, thì chúng ta chán luân hồi. Chúng ta có tạo bao nhiêu phước báo hay chăng nữa, cái quả của nó cũng chỉ là quả vô nhân thôi. Là cái thấy, nó thấy cái màu đó, cái màu của kim cương, cái màng, cái màu của cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, cái màu của tóc, của xương, của da, của thịt, của gân, của già đau bệnh chết thôi. Chứ không phải chúng ta tạo phước ra để là chúng ta có được thêm cái gì. Không có cái gì hết. Chúng ta tạo bao nhiêu phước báo thì chúng ta cũng chỉ vầy vò với tứ đại thôi. Và trên đời này chưa có ai làm được cái gì hết. Chỉ cầm cái tứ đại cứng mềm đi qua chỗ này chỗ kia, đặt để ở chỗ này chỗ kia, rồi bóp méo, rồi này nắn vuông nắn tròn cho nó, rồi này kéo dài ra, rồi này thụt ngắn lại, rồi cắt đi, rồi lối lại. Chứ chúng ta tưởng là chúng ta làm cái gì được. Những cái kẻ ngu thì nghĩ rằng tôi làm nhiều thứ ở trên thế gian này, nó tôi làm được nhiều thứ đó. Quý vị làm được cái gì? Nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta hiểu làm được cái gì? Nó là làm cái công không á. Phải không? Để suy xét, có phải ngày hôm nào chúng ta cũng đi tạo ra cái tô, cái chén, rồi chúng ta ăn, rồi chúng ta lại đập bể, chúng ta phải tạo ra cái tô, cái chén. Đó là luân hồi đó, chứ không có cái gì hết trơn. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta làm phước ra đời sau, chúng ta có được thêm cái gì nữa. Không, chúng ta có thêm được nhiều đất, nước, lửa, gió thì có, nhưng mà cái thấy nó không có thấy dầu, nhớ nha. Cái nghe nó không nghe dầu, cái nếm nó không nếm dầu, cái vị nó không nếm dầu, cái thân thức nó không nếm dầu. Cái thấy nó không có đau, nhớ nha. Cái thấy nó không biết đau, cái thấy nó không biết buồn, cái nghe nó có tạo cỡ nào chăng nữa, cái thấy nó không biết buồn, cái nghe nó không biết buồn, cái ngửi nó không biết buồn, cái nếm nó không biết buồn, cái xúc chạm nó không biết buồn, không biết vui. Nhớ, nhớ một điều đó. Hãy luôn luôn nhớ. Như vậy, có thấy cái gì nó đẹp bao nhiêu thì chăng nữa thì cũng chỉ là một khoảnh khắc đó, và nó đi vào quên lãng, phải không ạ? Những cái đó sao vậy? Nó đâu có thuộc của mình, nó đâu có biết nói, biết cười gì đâu, nên nó đâu có chạy đến mình, nó ở với mình đâu. Không có.
Tại mình nghĩ như vậy thôi. Nên mình nghĩ như vậy. Và hàng ngày quý vị biết biết bao nhiêu đối tượng thị giác nó sanh và nó chết đi, chúng ta có buồn có khóc gì cho nó không? À, đó là vô minh đó, chẳng hiểu gì đâu. Không sao, không hiểu gì hết mà. Đâu ai ai ngồi thiền mà chỉ cho sư biết xem là đã có để ý đến cái đó không? À, cái người nào tu tập đúng á thì chỉ thấy cái đó là giác ngộ rồi. Thấy đó là giác ngộ rồi. Cái bài kinh đầu tiên Đức Phật nói này, các tỳ kheo, mắt là vô thường hay là thường đó? Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta thuyết cái gì đó phải như hơn hơn thế nữa. Chúng ta luôn luôn muốn nghe cái điều gì hơn 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 thế nữa, phải không ạ? À? Đó là vô minh, không phải minh. Ha? Minh là chỉ có ở khoảnh khắc này thôi. Còn muốn có cái gì thêm nữa đó là vô minh. Không có gì thêm nữa cả. Chứ đừng có nghĩ rằng là tạo ra cái gì đó. Không. Cái thiện nó lại tạo ra cái thấy, thấy đối tượng thị giác tốt đẹp. Hay là cái bất thiện nó tạo ra các cái căn mắt lại cho ra cái thấy, thấy những cái điều không tốt đẹp. Cái nghe, ngửi. Ha? Rồi cái thấy ở trên bờ, cái thấy ở dưới nước, cái thấy ở trong hang, cái thấy ở loài người, cái thấy ở chi thiên, cái thấy ở phạm thiên, vậy thôi. Nhưng mà cái thấy nó có vô thường không? Nó vô thường. Như vậy hằng ngày bao nhiêu cái thấy nó sanh nó diệt, chúng ta có biết được một chút nào không? Không à? Rồi cái đối tượng thị giác, thậm chí cái đối tượng thị giác suốt cả ngày chúng ta còn không biết nó nữa kìa. Đừng có nói là cái thấy. Cho chúng ta biết được rằng nè, vô minh cỡ nào mà. Đúng sao? À, vô minh quá phải không? Nếu mà không biết như vậy thì lấy cái gì để thu thúc lục căn thưa quý vị? Thu thúc bằng cách nào? Ô chà, nhắm mắt này là, nhắm mắt lim dim là thu thúc được lục căn. Như vậy là mai mốt mở mắt ra chỉ có chết thôi. Không phải vậy. Khi nào mà chúng ta hiểu đối tượng thị giác này chỉ tương ứng với cái thấy này, chỉ là một nhân, một duyên, một quả của nghiệp, chúng là vô thường. Rồi cái, rồi sao? Rồi lại cái thấy này. Như vậy dần dần chúng ta nghe ra, ô thế giới chỉ có cái thấy, cái nghe, ngửi đến xúc chạm. Không có ai cả. Cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm. Chỉ có cái kinh nghiệm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Đâu có con người nào ở đó. Liệu rằng cái thấy nó có kinh nghiệm cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Rồi cái thân này, cái thân này nó có biết đau không? Không. Thân nó không biết đau. Cái thân này nó chỉ xúc chạm, nó có tạo ra cái đau được không? Không. Nó chỉ xúc chạm và nó làm duyên cho thọ thôi. Cái đau không phải là thọ khổ đâu. Cái đau là một cái danh từ chế định. Còn cái thọ khổ của nó mới là pháp. Thế mà chúng ta không biết gì về pháp trong đời sống hàng ngày, nơi thân tâm của mình chúng ta tu cái gì? À, chúng ta nhiếp phục các căn bằng cách nào? Phải không? Nhưng mà khi nói ra một cái nào, quý vị bừng vỡ ra, hiểu ra hết không à? Có hiểu mới có thu thúc được chứ. Không hiểu làm sao thu thúc. Pháp này nó rất là thiết thực hiện tại. Khi mà chúng ta tu đúng rồi đó, là chánh pháp của Đức Phật nó vận hành. Và chúng ta luôn luôn chỉ thích thú.
Dạ, đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ. Thi Na ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không Thi Na? Hello, Thi Na có nghe được không? Đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, dạ cảm ơn anh chị, dạ cảm ơn Thi Na. Dạ một lần nữa chúng dạ con tri ân sư, dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Trì Nhẫn ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh của con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ thưa quý vị con nghe sư nói không ạ? Alo. Alo alo. À dạ tốt quá. Dạ xin cảm ơn cô Nhật Hạnh. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là gì? Hàng ngày chỉ có mấy cái màu nó in qua mắt. Nó biến đi hồi nào chúng ta không có hay biết được. Rất là nhanh, rất là mau. Chúng ta bị đánh lừa, vô minh nó phớt lên trên đó, nó bị ảo. Hằng ngày chỉ có mấy cái âm thanh qua tai, hằng ngày chỉ có mấy cái mùi qua mũi, hằng ngày chỉ có mấy cái vị qua lưỡi. Và cái nghe âm thanh thì nó là một thế giới riêng, là một cái thực tại. Không có phải là con người này hay con người kia, đâu có phải chúng ta nghe đâu. Cái thế giới của nghe. Đâu có phải chúng ta thấy, thế giới của thấy. Đâu có ai ngửi, chỉ có thế giới của ngửi. Không phải chúng ta ngửi mùi, không phải. Thế giới của suy nghĩ, không có ai ở trong đó hết. Không có con người nào đi vào con mắt. Bởi vì con mắt nó chỉ là một nhóm sắc. Nó vô thường, nó biến hoại, nó đổi thay. Tai cũng là một cái nhóm sắc riêng biệt, cũng vô thường, biến hoại, đổi thay. Mũi cũng là một nhóm sắc vô tri vô giác, vô thường, biến hoại, đổi thay. Mũi này nó không có biết mùi, mũi nó không có ngửi mùi, mùi cũng không có ngửi về mũi. Mùi chỉ là mùi, mũi chỉ là mũi, tỷ thức chỉ là tỷ thức. Tỷ thức nó biết cái mùi đó, nhưng mà nó cũng không có nắm giữ cái mùi đó. Chính vì cái tham nó nắm giữ cái mùi đó, sân nó cũng không có nắm giữ cái mùi đó. Tà kiến nó cũng không có nắm giữ cái mùi đó. Si mê nó cũng không có nắm giữ cái mùi đó. Chỉ có tham nó nắm giữ cái mùi đó. Nhưng mà mùi đó đã vô thường rồi. Chánh niệm tỉnh giác cũng không có nắm giữ cái mùi đó. Khi mà chúng ta hiểu mùi chỉ là mùi, thì không lẽ cứ hết kiếp này kiếp kia chúng ta sanh ra chỉ để lại tiếp tục ngửi mùi nữa thì ngửi cái gì? Cái mùi của tử thi hả? Không. Vậy có đáng để sanh ra nữa không? Khi nào mà chúng ta hiểu tường tận về các pháp Đức Phật dạy thì mới phá hủy được ý niệm về ngã. Nếu mà các bạn không có chi kiến chánh trực, không có thấy đúng biết đúng, thì chúng ta thu thúc lục căn bằng cái cách gì? Chúng ta ngồi nhắm mắt lại là nó hết phiền não hay sao? Không. Mà phải hiểu được thực tại. Nó nằm ở đâu? Nó sanh như thế nào? Duyên của nó là gì? Thì mới thu thúc được chứ. Khi mà hiểu được rồi thì thu thúc dễ không? Dễ lắm. À chỉ cần nhớ về nó. Nó có, biết nó có. Nó không, biết rằng không. Không chấp giữ cái điều gì cả. Thế nào ta đi cõi lành thôi. Bởi vì ta biết nó sanh nó diệt. Nó sanh nó diệt. Ta biết nó sanh nó diệt. Chứ chúng ta nghĩ rằng tôi tu tập để diệt tham sân si, đó là tà kiến. Không có. Trí tuệ là sáng lên thì vô minh nó diệt mất thôi.
không có ai gì cả, một cái loại hành quẩn, đó là trí tuệ. Như vậy ai nhiếp phục các căn? Ai nhiếp phục ở đây? Người nào có chánh chi kiến về năm căn này, chánh chi kiến về ngũ quẩn, về tứ thánh đế một cách rõ ràng. Nếu mà chi kiến nó không đi đầu thì không có cách nào mà chúng ta có thể thu thúc lục căn được cả. Mà thu thúc lục căn thì chúng ta biết là chúng ta áp dụng tùy theo người mạnh người yếu. Thì chúng ta biết là trong cái bài kinh mà bài kinh thứ hai là bài kinh tất cả là hoặc đó, thì chúng ta biết là nó có 7 cái loại mà chúng ta có thể phát triển. Nhưng mà ở đây nó hoàn toàn nó tùy thuận vào nhân duyên của mỗi người ta. Nhưng mà cái cốt tủy nhất là chúng ta cần phải nói cho nhau nghe về pháp là thực hiện giờ, để cho cái chi kiến là cái tối quan trọng. Mà đã có chi kiến rồi thì nó ứng dụng cái cách nào cũng phù hợp với thân tâm của mình trong đời sống hàng ngày hết á. Còn nói rằng tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia thì nó không có đúng pháp. Nhớ như vậy. Nhớ như vậy. Mỗi một chúng sanh đều có những cái nghiệp riêng. Nhưng mà cái chi kiến, cái pháp Đức Phật dạy là chúng ta cần phải hiểu đúng. Hiểu đúng. Và chúng ta hãy bắt đầu từ cái thấy. Chúng ta phải nhớ rằng cái thấy thì không thể là cái nghe, ngửi, đếm, xúc chạm. Không, cái thấy không phải là xúc, thọ, tưởng, hành. Nhớ như vậy. Cái thấy là một thức. Và nó chỉ làm mỗi một việc là thấy đối tượng thị giác. Mà không phải là là có một cái thấy mà nó tùy theo những cái đối tượng thị giác nào in dấu vào nó thì cái thấy nó tương ứng. Nó thấy cái đối tượng thị giác đó. Và đối tượng thị giác đó thì chúng ta có cần phải đi tìm ở đâu không? Không. Có tâm nó hướng ra, nó mở mắt ở đâu, đối tượng thị giác nó có mặt đó rồi. Cái tai mà nó hướng ra nghe âm thanh ở đâu thì âm thanh nó có ở đó rồi. Thế mà tâm nó hướng ra ngửi mùi là mùi nó có ở đó rồi. Còn mùi nó không có ở đó, tâm nó đâu có hướng ra, đâu có tác ý ngửi đâu mà quý vị lo. Không có chuyện đó. Tâm nó tác ý ra lếm vị thì vị nó có ở đó rồi. Không có vị ở đâu, có lếm đâu, nên cái lếm đâu sanh khởi đâu, quý vị lo chuyện đó. Mà không sanh khởi làm sao quý vị biết? Như vậy quý vị đòi biết cái nó chưa sanh thì nó vô lý quá. Không có đúng. Không có đúng. Cái thân mà nó xúc chạm, tâm nó hướng ra sự xúc chạm thì cứng mềm, nóng lạnh nó có ở đó rồi. Để cái tâm nó hướng suy nghĩ về cái gì thì suy nghĩ nó có mặt ở đó rồi. Như vậy lúc này suy nghĩ, như vậy đối tượng, đối thực tại nó luôn luôn có ở đó. Nhưng nhớ một điều, nó đã bị phủ bởi khái niệm, che lấp bởi khái niệm. Là chúng ta vừa nhìn là đã thấy đàn bà, đàn ông đủ thứ rồi. Chỉ cần chúng ta khéo nhận ra một chút xíu thì thu thúc lục căn nó không có khó. Thu thúc lục căn không phải chúng ta nhắm mắt lại, mà chúng ta phải hay biết đây chỉ là pháp. Luôn luôn chúng ta nhớ mọi khoảnh khắc chỉ là pháp, không có cái tôi nào trong này cả. Tham là pháp, sân là pháp, thấy là pháp, nghe là pháp, ngửi là pháp, nếm là pháp, xúc là pháp, si là pháp, ngã mạn là pháp, ganh tị tật đố là pháp, trí tuệ là pháp. Trí tuệ cũng không có tốt hơn tham sân si. Trí tuệ chỉ là chức năng của trí tuệ. Nó ở phần thiện pháp. Nó sanh khởi không có do duyên của nó, không do ai cả. Pháp nó đồng đẳng. Nó có duyên thì nó sanh. Sân nó có duyên thì nó sanh. Tham nó có duyên nó sanh. Không ai tạo ra nó được hết á. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng luôn luôn phải cần thiện, không cho tham sanh khởi, không có cho sân sanh khởi, không có si sanh khởi, như vậy chúng ta thu thúc lục căn bằng cái cách đó hả?
Đó Đức Phật gọi là những kẻ mù. Mù. Tà kiến sanh khởi nó cũng không có vấn đề gì hết. Cái vấn đề nhất là chúng ta có hiểu nó là vô ngã hay không. Nếu hiểu được nó là vô ngã thì dứt khoát nó phải là đối tượng của chánh niệm. Mà đã là đối tượng của chánh niệm thì tất cả mọi thực tại đều được thấy biết như chúng là vô thường khổ vô ngã. Đều được xả ly, kể cả trí tuệ cũng phải xả ly thôi. Vì sao vậy? Vì nó sanh lên nó diệt đi. Nó không phải của ai cả. Giáo pháp của Đức Phật tu tập đúng là chỉ có xả ly và xả ly, xả ly và xả ly. Còn không đúng thì chỉ có tích lũy vô minh và vô minh, vô minh mãi mà thôi. Bà đã nói rồi, xin nói với quý vị, ngày mai cũng chỉ có thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm cứng mềm nóng lạnh và tiếp theo nữa này, tới ngày thở luôn ha. Mà kiếp sau nữa ha, kiếp sau rồi kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. Nếu các bạn còn tiếp đối cho vô minh, không có hiểu được thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm trong đời sống hàng ngày là pháp hữu vi vô thường khổ vô ngã, thì các bạn này phải tiếp tục cứ thấy nghe ngửi nếm đụng, nhưng mà thấy nghe ngửi nếm đụng đó nó thay đổi hình dáng, nó thay đổi diện mạo, nó thay đổi cõi sống, nó thay đổi gia đình, thay đổi cha mẹ, thay đổi thân thế này kia mà thôi. Nhưng nó vẫn chỉ là thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm cứng mềm nóng lạnh và suy nghĩ về nó. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương, càng thất bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu đa, diêm chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khỏi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hiển phước báo thanh cao này và sớm nếu chi được tứ thánh đế thánh đạo ngay trong đời sống của mình, xứng đáng là